Vâng, xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Trung tâm Bảo hành Điện tử Tây Bình. Hôm nay mình sẽ làm một cái video clip mới các bạn ạ. Sửa TV 47 inch của LG các bạn nhé. 47NB582T các bạn này. Con này có internet các bạn. Và cái hiện tượng của TV bị làm sao? Thì bây giờ tôi sẽ bật TV lên và tôi sẽ kiểm tra trực tiếp để các bạn xem. Bạn xem này, với hiện tượng con LG này thì nó có hiện logo LG, sau đó là hình ảnh cứ nhấp nháy các bạn này và không có tín hiệu. Và các bạn xem kỹ chưa, đấy các bạn xem, có hình hiện logo LG sau đó là nhấp nháy. Và với hiện tượng này thì bây giờ mình sẽ trực tiếp và mình kiểm tra và mình sửa chữa cho các bạn xem. Con này khách hàng mang đến mình chiều tối hôm qua các bạn. Và bây giờ mình mới có thời gian mà mình mở ra và mình kiểm tra và mình sửa chữa các bạn. Rồi, với sản phẩm TV LG thì ở trong cái con TV này thì nó có một cái bo nguồn rất là to các bạn. Bởi vì nó là con 47 inch cho nên nó dùng cái bo nguồn rất là to. Và một cái men chính màu xanh. Rồi ok, bây giờ mình sẽ kiểm tra sơ đẳng trước khi mình kiểm tra và mình sửa chữa. Vâng, cũng như mọi con TV thì với một con model nào cũng thế, trước khi sửa chữa thì một người thợ kỹ thuật thì có một cái đồng hồ đo các bạn. Và mình hôm nay mình cũng làm như những cái công việc thường ngày, mình sẽ phải đo và mình sẽ cắm nguồn vào mà mình đo. Thì trước khi đo thì mình sẽ phân tích cái bo nguồn này, thì mình sẽ nhìn qua sơ đẳng. Cuộn dây này các bạn này, nâng áp chắc chắn là phải có 400V. Rồi con này nguồn cấp trước và nguồn cấp sau nó sẽ tích hợp cùng một cái con nguồn ra này. Mình nhìn này là mình biết rồi. Đây là nâng áp, nâng cao áp đây các bạn này. Hai cái cuộn dây này nó là nâng áp cho nét màn hình. Là nét cộng 1 và nét cộng 2 đây này. Đấy. Và bây giờ mình sẽ kiểm tra mình đo thì con TV LG này thì nó sẽ đề những thông số kỹ thuật. Nó có những cái thông số kỹ thuật người ta ghi sẵn ở đây. 13V này, 12V, 12V và 3,3V, 3,5V, 3,5V. Rồi ok. Bây giờ tôi sẽ phải đo. Tôi đo xem có cái nguồn nào bất thường không. Đo để mình bắt buộc mình đo thì để mình đánh giá được cái chất lượng, đánh giá được cái hiện tượng hỏng hóc các bạn ạ. Rồi, tôi sẽ đo các bạn nhé. Mình đo từ đầu nguồn trước tiên. Bốn trăm vôn không có hiện tượng gì thay đổi. Ok, đã có 400V thì TV đã mở nguồn rồi. Ok, chạy. Nét 1, nét 2 này. 88,4V, ok này. Rồi, đo ở đường 89V. 88V các bạn. Và đo nguồn cấp 12V thế nào? Nguồn 12V. 24V này, ok này. Xem mình tìm cái ghim nào nữa. Đây, 12V. Nguồn 12V có ok các bạn ạ. Xem nào. Mình đo con tụ 33V và 200V. 135V. Nâng áp đã chạy, nâng áp cho nét đã chạy các bạn. 89V. Con này chết một vế nét. Rồi. Mình sẽ đo một số các thao tác mà mình biết được con này là chết nét màn hình các bạn ạ. Chết nét màn hình. Để kiểm chứng được con này nó bị chết nét màn hình không thì các bạn hãy xem tôi mở con TV này ra và cùng tôi sẽ sửa con TV này. À,
Trong thời gian qua thì mình thấy là rất là nhiều bạn đăng ký cũng như theo dõi kênh của mình. Mình rất là cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ kênh của mình. Thì mình sẽ cố gắng làm những video rất là thiết thực nhất để các bạn xem. Cái gì mình giúp được các bạn thì các bạn hãy ủng hộ cũng như chia sẻ kênh cho mình. Còn cái gì mà mình làm chưa được thì các bạn hãy góp ý, và cũng như là các bạn hãy để lại những nhận xét bổ ích để mọi người cùng đi tìm hiểu một cái vấn đề. Bởi vì là làm kỹ thuật thì tính ra thì bây giờ thì nói theo mình, cái ý kiến của mình thì một thợ kỹ thuật thì nhất là về làm là giàu thì cũng chẳng thợ kỹ thuật nào giàu cả. Nhưng mà một người làm có tâm với nghề và yêu nghề để mà làm như mình, cố gắng tạo những video clip để các bạn xem. Các bạn là mình, cái mục tiêu của mình là mình muốn hướng tới khách hàng của mình. Khách hàng không phải là khách hàng mang đến sửa chỗ mình, là mình sẽ phải mà mình làm mình phục vụ khách hàng, mà mình làm theo cái vấn đề là cái ý thích của mình, cái tư duy của mình, là mình muốn là đi ra xa hơn một chút, và mình muốn là chăm sóc được tất cả các làm một cái gì đó nó có ý nghĩa đối với tất cả mọi người. Ai xem những cái video của tôi thì tôi coi đấy là một khách hàng của tôi, nhưng mà ngược lại thì mình chỉ muốn là nhắn nhủ với các bạn rằng là mình muốn đóng góp một cái nho nhỏ gì đấy để các bạn xem. Các bạn không sửa được thì các bạn cũng sẽ biết được cái sản phẩm nhà mình chẳng may nó hỏng thì các bạn sẽ biết được là nó đang hỏng ở bộ phận nào và hướng khắc phục và sửa chữa ra làm sao các bạn đấy. Chứ mình không phải là mình làm những cái video trực tiếp như thế này để mình lên mình khoe thành tích, hay là mình sẽ dạy các bạn sửa. Thực ra thì mình cái trình độ của một người thợ kỹ thuật tùy từng người thôi, nhưng mà mình cũng chỉ là bình thường thôi. Và một người mà mở ra một cái trung tâm mà mình mở ra mình làm thì bắt buộc là mình phải sửa được sản phẩm với khách hàng, bắt buộc phải sửa được những sản phẩm với khách hàng, thì đó là điều rất là bình thường các bạn, không có gì cả. Quan trọng là một người có một ý tưởng tạo ra những video để chia sẻ với tất cả mọi người và đóng góp được cho các bạn một cái phần nho nhỏ nào, chỉ một phần, chỉ phần nho nhỏ một chút thôi là mình đã rất là mãn nguyện rồi các bạn. Cho nên là các bạn hãy xem video của tôi, các bạn thấy thực tế, các bạn hãy chia sẻ cũng như đăng ký kênh để theo dõi những video mới. Bởi vì làm cái video ra thì mình cũng mong muốn rằng có người xem thì lúc đấy nó mới có khí thế để mà làm việc các bạn. Đấy. Bây giờ tôi sẽ sửa cái ban bệnh này. Cái ban bệnh này các bạn xem trực tiếp. Các bạn là có nhận xét gì thì các bạn cũng cứ để nhận xét ở dưới thì để mọi người cùng tham khảo. Thực sự thì trong quá trình làm, trong quá trình sửa chữa mình làm những cái video này thì rất là nhiều bạn gọi điện cho mình, nhưng mà các bạn gọi điện cho tôi hoặc là các bạn nhắn tin thì các bạn hãy đang gọi vào buổi ngày của tôi một chút, chứ buổi đêm một bạn gọi hỏi không sao, nhưng mà một ngày và một buổi tối mà thì bao nhiêu người gọi thì mình cũng không có thời gian đâu mà mình không thể trả lời hết được các bạn, mà không thể lúc nào cũng cầm cái điện thoại để mình nghe điện thoại được. Cho nên các bạn hãy thông cảm với tôi, các bạn hãy góp ý thì các bạn hãy vui lòng để lại những nhận xét ở dưới hộ tôi, thì mình sẽ cố gắng đọc những nhận xét của các bạn, và cái gì được cái gì chưa được thì mình sẽ cố gắng mình hoàn thiện. Còn những video tôi làm tôi sửa thì nó cực kỳ thực tế, vì vậy mà các bạn hãy cố gắng xem
để các bạn, để các bạn xem được, các bạn áp dụng đối với những sản phẩm nhà mình. Ví dụ như các bạn mà mới vào nghề, các bạn sửa thì các bạn có được cái kiến thức, các bạn tối thiểu một phần nào đấy. Bởi vì là những cái mà lúc mà tôi làm ấy thì cực kỳ cơ bản các bạn. Mình làm những cái video cực kỳ cơ bản và thiết thực, chứ mình không phải là một người thợ làm những cái video lên để mình giấu nghề. Đây không, mình không giấu nghề một chút nào các bạn, mình làm trực tiếp luôn các bạn xem. Chính vì vậy mà các bạn xem video của tôi thì các bạn hãy chịu khó xem một chút. Các bạn xem từ đầu đến cuối, các bạn sẽ hiểu được cái vấn đề là một con TV nó hỏng. Một con TV nó hỏng thì nó sẽ hỏng kiểu gì, và hướng giải quyết sửa chữa ra làm sao. Thì các bạn xem để các bạn sẽ áp dụng vào, các bạn hiểu. Và các bạn là người dân, các bạn dùng thì các bạn biết được, chẳng may con TV nhà mình cũng bị như thế. Bởi vì là nếu mà các bạn bây giờ các bạn dùng những sản phẩm TV đời cao bây giờ, thì mình nghĩ rằng là 90% những cái sản phẩm nó hỏng đều là giống nhau hết các bạn. Sản phẩm hỏng đều giống nhau hết. Chính vì vậy mà các bạn hãy xem, các bạn để ý những video của tôi, các bạn xem từ đầu đến cuối một chút. Các bạn chẳng mất cái gì cả, các bạn chỉ bỏ thời gian ra tầm 15 đến 20 phút các bạn xem là các bạn sẽ biết được rồi. Biết được ban bệnh. Và đúng ra nếu mà so với những cái thời gian mà bọn tôi mà bỏ công sức ra tôi làm, như tôi đi học thì mình cũng bỏ rất là nhiều kiến thức ra để mình làm, mình học hỏi các bạn để có được những cái kinh nghiệm bây giờ, để mình có những kinh nghiệm về cái sửa chữa về một ban bệnh bây giờ đấy. Vì vậy các bạn xem thì các bạn cố gắng các bạn xem hết, chứ các bạn mà xem qua các bạn gọi điện gọi cho tôi thì tôi cũng không biết được nào mà trả lời đâu. Thực dù thực lòng mà nói, mình rất là muốn giúp các bạn, muốn giúp, bởi vì mình đã làm video như này thì mình không tiếc một cái gì hết. Mình không bao giờ mình có ý là mình sẽ thế này thế kia, mình giấu. Nhưng mà một người, một bạn gọi điện tôi không sao, nhưng mà rất là nhiều bạn gọi điện tôi thì tôi thật sự mà nói thì nó quá tải các bạn, nó quá tải, dẫn chính vì thế mà nhiều lúc nó bức xúc. Mặc dù là mình không muốn như thế, nhưng mà các bạn gọi điện nhiều quá nữa là mình thấy cảm thấy nó rất là áp lực. Rồi, nguyên tắc mở màn hình, con TV to, con TV bé thì vẫn phải nhấc cái tấm màn này lên. Và bây giờ tôi sẽ mở tấm này ra và tôi thử con này xem nó có chết nét màn hình hay không, các bạn sẽ xem. Hôm vừa rồi mình nhận được sửa con 65 in. Thì thực ra mà nói thì cái công nghệ của Onet thì nó là người ta thiết kế một cái tấm mà cấm dẻo, nó là công nghệ của người ta. Nhưng mà một số bạn phản hồi với mình không hiểu biết gì về không biết gì về cái công nghệ của TV LCD và TV Net, màn hình Onet. Thực ra thì mình biết từ lâu rồi. Quan trọng là cái vấn đề chính của mình. Vấn đề chính của mình thì muốn nói với các bạn rằng thực ra người ta bán công nghệ. Bán công nghệ thật ấy. Nhưng mà cái giá cả để mà áp dụng với bán trên cái sản phẩm phục vụ khách hàng mình là một người dân Việt Nam thì cái gì đúng thì mình nên nói đúng, cái gì cần thiết thì mình sẽ tư vấn các bạn. Người ta cũng thực ra người ta tạo ra những sản phẩm Onet đấy, TV màn hình công nghệ cao bây giờ thì nó là cái chất xám của người ta. Mình không bao giờ mình bán bỏ, mình không chê trách, nhưng mà về để áp dụng với những cái sản phẩm đấy mà so với giá thành
bạn mua TV màn hình cong vậy, thì giá thành đối với màn hình thường thì mình thấy nó gấp đôi gấp ba các bạn, thấy nó quá chát. Không phải là ngồi với nhau để phân tích về công nghệ, phân tích về công nghệ thì mình cũng đủ khả năng để mình nói chuyện, nhưng mà ý của mình là mình muốn nói để, bởi vì là cái mục đích của mình là mình muốn nói chuyện với những người tiêu dùng, các bạn là người tiêu dùng, các bạn có nên mua những sản phẩm TV đấy so với công nghệ người ta thiết kế như vậy thì các bạn có nên mua nó không, hoặc là các bạn dùng nó như thế nào. Chứ mình không nói về công nghệ người ta thiết kế cái miếng ra bằng tường cái gì. Thực ra và đây là phía trong của con 47 LG các bạn này. Con này nó dùng nét nét cúc rất là to các bạn nhé. Đấy, và rất là nhiều cái tấm nền của nó. Con này nó thiết kế tương đối mỏng. Bây giờ tôi sẽ cắm điện vào và tôi thử để các bạn xem có chính xác là con này nó có chết nét hay không các bạn nhé. Cái gì em? Anh không để ý đâu, cái đồ của em thì em cứ tìm đi nhá. Mà có thì gọi cho nó chứ anh không biết mấy cái đấy đâu. Và các bạn này, nó thì sáng là nửa dưới này thôi, nó nào nó éo mà nó sáng vào cái nửa dưới này, còn nửa trên này, hai cái dãy trên này không có phát xạ các bạn, không có phát xạ và ánh sáng đấy. Chính vì vậy mà con này bây giờ mình sẽ chắc chắn thì mình sẽ lấy đồng hồ ra mình đo là mình biết trên là mình biết con này nó góc độ của chết của nó như thế nào ngay. Đấy các bạn xem đấy. Là cái dãy dưới, là hai dãy dưới này là sống 100%. Và đang hỏng hai dãy trên này. Nét hai dãy trên này các bạn nhé. Đấy. 90% hỏng nét đấy các bạn. Mà mình mở ra, mình đã mở ra như thế này thì cái phán đoán và chẩn đoán bệnh của mình là tương đối chuẩn. Rồi ok, bây giờ tôi sẽ rút điện ra và tôi sẽ tháo cái tấm dẫn sáng này ra và tôi sẽ sửa cho các bạn xem. Tôi sẽ đo trực tiếp các bạn xem. Các bạn đang xem kênh YouTube của Trung tâm Bảo hành từ Thái Bình. Vâng, mình rất là cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã đăng ký cũng như chia sẻ ủng hộ kênh. Và mình sẽ cố gắng làm những video thiết thực nhất. Mặc dù là mình trong quá trình mình làm thì nhiều cái thì các bạn cũng không hài lòng về vấn đề là cách thức còn làm của mình thì nó cũng chưa thực sự là chuyên nghiệp các bạn ạ. Nhưng mà mình chỉ nghĩ rằng là mình cố gắng làm những cái video rất là thiết thực để các bạn xem, để người dùng xem, để các bạn là biết được cái công nghệ bây giờ cũng như áp dụng được những sản phẩm nhà mình, hiểu biết được về nó các bạn. Mở nắp một con tivi này rất là vất vả các bạn, nó rất là nhiều nãy để nó giữ, mình mở rất là nhiều ghim rồi mà mãi chưa xong. Thực ra mà nói sửa tivi bây giờ thì nhiều lúc mở tivi ra còn lâu hơn là sửa các bạn. Rồi mình đã cần sửa, mình mở ra được rồi, rất là nhiều linh kiện để mà sửa được nó thì các bạn phải mở được những cái tấm dẫn sáng này ra. Vâng ạ.
Bây giờ các bạn xem tôi đo. Các bạn xem tôi đo để các bạn sẽ biết được là đây mình để xa một chút. Con TV này, con LG này nó có bốn cái tấm, bốn cái nét rất là dài. Bốn nét dài. Rồi. Mình sẽ đưa móc thang về cái đồng hồ. Đây nó có hai dãy này các bạn này. Hai dãy nét đưa lên và lúc vừa rồi thì nó hai cái dãy này dưới này nó sáng, hai dãy trên này không sáng một chút nào. Thì bây giờ tôi sẽ kiểm tra. Tôi sẽ kiểm tra xem nó có trở kháng hay không. Như thế này phải đo từng bóng mặt rồi các bạn ơi. Rồi tôi sẽ đo từ bóng trên này đi. Mình sẽ nhìn cái đường mạch của nó chạy từ đâu đến đâu các bạn nhé. Để sửa con này thì các bạn phải có một cái đồng hồ đo như tôi này. Rồi tôi đo. Ôi chập rồi không à. Để xem nào. Đúng rồi, xem lại chập rồi không này. Chập rồi không thì con này chết mất rồi. Mình đo tiếp. Rồi một con chết, con này chết nhiều lắm các bạn ạ. Nếu mà như thế này thì con này chết rất nhiều. Mình đã phát hiện là một con chết các bạn này. Rồi một con chết nhá. Có tiếp con thứ hai. Rồi trở kháng tốt, con này sống. Con thứ ba tốt, ok. Con thứ tư ok. Mình sẽ đo từng từng dây một cho chắc ăn, kiểm tra hết con nào có vấn đề gì về trở kháng nó không đúng thì cái mức trở kháng của nó thì mình sẽ phải thay. Ok, sẽ đo con đầu tiên thôi. Ok ok rồi, dây đầu tiên nó chết một con. Nối tiếp với dây thứ hai. Thứ hai mình phải đo ngược lại. Ok. Chết này. Rồi ok. Tiếp theo. Rồi không chết. Các bạn này, con này chết, chết cái trở kháng của nó nhìn khác nhau hoàn toàn, nó khác nhau các bạn, nó sai số. Đây, tôi sẽ thôi thì tiếp cho các bạn xem. Đây trở kháng nó sai số các bạn hoàn toàn các bạn này, đấy nó sai số, gần như nó thông. Con nào chết thì tôi sẽ bật nó ra luôn. Và tôi sẽ đo con tiếp theo các bạn. Và các bạn hãy kiểm tra như thế này của tôi nhé. Các bạn hãy kiểm tra như thế này của tôi để các bạn sẽ phát hiện được. Đấy con này trở kháng nó này 774. Đấy rất tốt không các bạn. Dây thứ hai này cũng có con chết. Rồi ok, như thế này là rồi ok. Dây thứ hai cũng chết một con các bạn ạ. Dây thứ hai cũng chết một con. Và tôi kiểm tra tiếp dây hai dây còn lại. Xem con này nó chết bao nhiêu bóng nét. Con này chết rồi các bạn này. Rồi, con này chết này.
ba con rồi. Kiểm tra thì đang có ba con chết rồi các bạn nhé. Mình sẽ đẩy ra ngoài này đây. Con nào chết mình sẽ bóc cái nhân cái ấy của nó ra luôn. Ok. Ba con chết. Tôi sẽ đảo quay lại và tôi sẽ kiểm tra. Trước mắt thì tôi phát hiện là ba con chết, còn khi mà mình thay nhân xong thì mình phải cắm điện, sau đó là mình sẽ kiểm tra tiếp. À, cắm điện thì nó sáng thực tế các bạn. Lúc này thì cái nhân nó cái nét nó sáng thực tế được. Thì mình sẽ phát hiện được là có con nào chết nữa hay không. Cái dãy nét này, cái dãy nét mà nó không sáng được một chút nào thì kiểu gì có con nó mất hẳn. Chắc con này rồi. Chắc là con này nó đứt hẳn rồi. Kiểu gì mà có con đứt hẳn thì nó mới không sáng được, không thì nó vẫn phải sáng. Rồi. Nào. Năm con này cũng dở dang mà thay luôn con này đi các bạn. Ok. Trong quá trình mình kiểm tra thì mỗi một dãy nét thì nó có những con, có những một số con nó bị chết các bạn. Đây thì mình phát hiện ra dãy số 1, dãy đầu tiên thì có một bóng chết. Dãy thứ hai một bóng này chết. Dãy số 3 bóng này chết và dãy thứ 4 là hai bóng này chết. Bây giờ tôi sẽ thay nét. Tôi sẽ thay nét cho các bạn xem nhé. Tôi sẽ thay nét và tôi sẽ sửa. Tôi tháo những con nét ra và tôi sửa cho các bạn xem. Chính vì vậy mà cái model này thì các bạn xem nó bị hiện tượng nhấp nháy như vậy thì là do nét màn hình hỏng các bạn nhé. Bây giờ tôi sẽ sửa nét và tôi sẽ thử cho các bạn xem. Vâng. Sau khi mình đã thay xong những cái nhân nét các bạn ạ. Đây mình thay xong những cái nhân nét này. Thì bây giờ mình sẽ thử. Nếu mà thay chuẩn, thay đúng thì nó sẽ chạy bình thường đấy các bạn ạ. Vì trong trường hợp này thì mình phán đoán bệnh thì nó tương đối chuẩn. Nhưng khi mình phán đoán nhầm đó các bạn. Bởi vì làm việc như này thì kinh nghiệm của mình làm thì nó cũng tương đối nhiều rồi. Cho nên là cực kỳ thực tế. Rồi các bạn này. Đúng không ạ? Đấy. Và sau khi mình thay xong cái nhân nét các bạn nhé. Thì chắc chắn là TV đã chạy 100% rồi. Đấy. Đúng ạ. Nó hỏng những nhân nét này. Nhân nét là mình chưa gắn những cái chõa này vào các bạn này. Đấy. Các bạn gắn vào thì nó lại dẫn sáng lên bình thường thôi các bạn. Nó tỏa đều ra. Đấy là cái nguyên lý hoạt động của nó. Đấy. Thì hôm nay mình làm một cái video clip mới. Sửa con TV 47 inch rất là to của LG các bạn nhá. Rồi. Và bây giờ thì cái nhiệm vụ của mình đã hoàn thành và mình đã xử lý xong cái ban bệnh này. Và nhiệm vụ của mình là bây giờ mình sẽ gắn lại cái nhân nét và mình đóng nắp TV vào. Và mình cho chạy thôi. Đấy, thì hôm nay mình làm một cái video trực tiếp kiểm tra một ban bệnh hư hỏng của TV LG 47 inch các bạn nhé. Hỏng nét màn hình. Các bạn xem thì các bạn hãy đăng ký cũng như chia sẻ ủng hộ kênh của tôi. Xin rất là cảm ơn các bạn. Và bây giờ tôi đóng nắp vào và tôi thử cho các bạn xem. Vâng, và các bạn xem này. Sau khi mà mình đã thay những con nét màn hình xong ấy, mình lắp TV vào và mình cắm điện và mình thử. TV đã chạy, hoạt động chạy rất là tốt các bạn này. Và có khi mà mình cắm nguồn vào thì logo LG xuất hiện các bạn. Vâng. Và lúc này mình đã sửa thành công một con TV LG 47 inch các bạn nhé. Đấy, rất là đơn giản các bạn. Một cái ban bệnh, một sản phẩm của TV LG bị hỏng nét màn hình. Bây giờ tôi sẽ cắm thử tín hiệu vào. Ra thì mình chưa cắm mình chưa đóng nắp vào, cho nên là mình cắm tín hiệu. Rồi mình cắm tín hiệu vào là mình thử để các bạn xem, để các bạn tiện theo dõi video của tôi thiết thực như thế nào.
Ở đây bây giờ tôi sẽ cắm tín hiệu vào các bạn này. Và mình sẽ chuyển TV sang chế độ video. Đấy, nó sẽ xuất hiện các bảng thông báo đó các bạn này. Để lệch cái này không có vấn đề được không? À, mình sẽ cắm cái mảng điều khiển này vào thì mình với mới chuyển được các bạn ạ. Rồi nó xuất hiện các thông báo mình cũng có. Rồi nó đang chế độ AV rồi đấy các bạn. Đang chế độ AV này. Ở cái bóng Android của mình thì cái cắm nguồn cho nên là nó không hoạt động được mà đúng rồi. Đây là cái cắm nguồn cái bóng Android của mình. Ok. Đây, mình sẽ thử trực tiếp. Bởi vì cái keo của mình khi mà mình đóng và mình dán vào thì cái keo của mình nó chưa khô cho nên là mình chưa đóng nắp vào trực tiếp luôn các bạn ạ. Và mình thử để các bạn xem thôi. Mình sẽ tắt cái bóng điện là mình sẽ tắt cái bóng điện của mình đi để nó đỡ phản sáng. Đây các bạn xem này. Đấy. TV của mình khi mà mình đã xử lý thành công thì TV đã hoạt động lại bình thường nhé các bạn nhé. Và không còn bị hỏng nét và cái bóng cái hiện nó nhấp nháy nữa các bạn nhé. Đấy. Là mình đã sửa xong và thành công một con TV LG. Thì các bạn xem rồi các bạn tham khảo nhé. Chẳng may thì sản phẩm nhà mình bị như thế thì các bạn biết được cái hỏng hóc bộ phận nào và đi sửa thì các bạn sẽ nắm bắt được nó. Thì về cái giá cả thì các bạn sẽ nắm được tốt hơn và sửa nó sẽ rẻ hơn các bạn ạ. Và với hiện tượng như thế thì không phải hỏng màn hình các bạn nhé. Rồi. Vậy hôm nay tôi xin tạm dừng video clip tại đây. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video mới lần sau. Và mình sẽ vẫn sửa thiết thực để các bạn xem các bạn nhé.